Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sức lan tỏa từ hội thi dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh năm 2023. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức lễ hội cốm lần thứ nhất năm 2023 tại xã Thuận Hòa. Hà Giang đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hội thi dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã góp phần đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể nhân dân, tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên theo phương châm dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại hội thi dân vận khéo năm 2023 diễn ra vừa qua. Đến với hội thi lần này, đội thi huyện Quản Bạ đã có sự tập luyện chu đáo, chuẩn bị công phu, trong đó ở phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, huyện Quản Bạ mang đến tiểu phẩm tỉnh ngộ. Nội dung tiểu phẩm xoay quanh việc bài trừ các hủ tục đang tồn tại trong nhân dân, đó là cúng chữa bệnh, bói toán để chữa bệnh. Qua tiểu phẩm cũng cho thấy cái giá phải trả nếu vẫn còn mê tín. Qua cái tiểu phẩm này chúng tôi cũng muốn truyền tải đến người xem cũng như là bà con nhân dân về cái việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong đời sống sinh hoạt, đặc biệt là không thực hiện là cúng chữa bệnh cũng như là bói toán bệnh, và trong việc tang thì thực hiện văn minh, và đặc biệt là đối với lại đồng bào dân tộc Mông thì thực hiện đưa người chết vào áo quan khi mà cử hành tang lễ. Không chỉ đội thi huyện Quản Bạ mà đến với hội thi lần này, 15 đội thi đều thể hiện rất tốt 3 phần thi của mình, gồm chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Tất cả các phần thi đều cho thấy sự chuẩn bị công phu từ trang phục, đạo cụ, hình ảnh, video minh họa. Qua hội thi không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, mà qua đó còn giúp các tuyên truyền viên có thêm kỹ năng, kiến thức trong công tác dân vận để vận dụng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ở địa phương. Được giải nhất, tôi đang rất là vui và vinh dự. Chúng tôi cũng đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền của các đội bạn đến tham gia hội thi ngày hôm nay. Phẩm của chúng tôi thì mang cái thông điệp là phải chung tay xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, nhất là ở trên địa bàn biên giới. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ quyết tâm làm tốt hơn nữa cái nội dung này. Hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời cũng giúp các cấp ngành phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình điển hình trong công tác dân vận để tiếp tục nhân rộng. Trong cái thực tiễn của cuộc sống thì những cái vấn đề diễn ra ở mỗi một địa phương cơ sở và cái phương pháp, cách thức xử lý của cán bộ làm công tác dân vận ở đó nó cũng có những cái áp dụng, phải nói là có cái sự linh hoạt rất là sáng tạo. Và cũng chính thông qua cái hội thi này thì là mong muốn là nó sẽ tạo ra cái sự lan tỏa những cái mô hình cách làm hay ở địa phương này tới địa phương khác. Hội thi dân vận khéo tỉnh Hà Giang năm 2023 khép lại với những giải thưởng xứng đáng trao cho các đội thi xuất sắc, những cá nhân tiêu biểu. Nhưng vượt lên tất cả là tiếng nói đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang với quyết tâm xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 15 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động, ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Quang Minh đã ôn lại truyền thống của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ. Theo đó, cách đây 75 năm, ngày 16 tháng 10 năm 1948 tại trên khu Việt Bắc,
Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa 1 quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng. Tại Hà Giang, ngày 26 tháng 2 năm 1950, tỉnh ủy Hà Giang ra quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng bộ tỉnh gồm 4 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Hà Giang có 15 ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy và tương đương, 312 ủy ban kiểm tra cơ sở. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh, ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hà Giang luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, phát triển, trưởng thành, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong các tổ chức cơ sở Đảng, tạo dựng niềm tin trong cán bộ, nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Quang Minh khẳng định, đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện này sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm tra Đảng, đoàn kết, khắc phục yếu kém, vươn lên làm tốt công tác kiểm tra Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ công tác trong ngành kiểm tra Đảng đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ để làm rõ hơn sự phát triển của ngành qua các thời kỳ. Qua đó động viên cổ vũ cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, 11 cá nhân có 25 năm công tác liên tục trong ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh đã được nhận bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định và điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt, không dừng, không nghỉ, không trùng xuống và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để làm rõ hơn những kết quả đạt được. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Có thể nói từ đầu nhiệm kỳ thì công tác kiểm tra giám sát được cả Đảng bộ tỉnh rất quan tâm và Ủy ban Kiểm tra xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra. Thế và tất cả các Ủy ban Kiểm tra các cấp rồi cấp ủy thì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đều có cái sự tăng rất lớn về số cuộc, số tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra giám sát thì các tổ chức đảng đảng viên trước hết là chấp hành nghiêm túc hơn cái quy chế làm việc của cấp mình, rồi chấp hành tốt hơn cái các nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đây là cái nguyên tắc mà không quan tâm không để ý là rất dễ vi phạm. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên. Thứ hai nữa là cái chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên, rồi vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ chính trị của mình cũng được tăng cường. Thế rồi thì kiểm tra giám sát, rồi tự kiểm tra giám sát cũng được thể hiện và được thực hiện toàn diện hơn. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát theo nghị quyết 13 của Đảng, vậy thì những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành kiểm tra Đảng là gì, thưa đồng chí? Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chúng tôi cũng trên tinh thần quán triệt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát thì tập trung vào chỉ đạo. Đấy, thứ nhất là cụ thể hóa các cái văn bản của Trung ương mới ban hành. Thứ hai là phải tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Vì làm công tác kiểm tra mà không có bản lĩnh, không có kinh nghiệm, không có trình độ năng lực thì rất khó làm. Và vượt qua chính mình là một cái điều rất quan trọng trong cuộc đời của sự nghiệp của các cán bộ kiểm tra. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung tham mưu để kiểm tra sớm, phát hiện sớm các cái dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng viên để cho các vi phạm nhỏ không bị tích tụ để trở thành vi phạm lớn, kéo dài. Và kiểm tra sớm thì phát hiện sớm thì sẽ khắc phục sớm, thế không để mất cán bộ. Và cái nhiệm vụ nữa đó là vừa tham mưu, vừa chỉ đạo, vừa thực hiện cái thẩm tra xác minh tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên, đảm bảo theo đúng quy định. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngành truyền thống ngành kiểm tra Đảng, đồng chí có thể cho biết những mục tiêu cũng như là những quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để làm sao mà góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh Hà Giang xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023 thì chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền rồi phát động phong trào thi đua để
phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ, tất cả cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về số cuộc, về số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra và phải tăng hơn số tổ chức đảng được kiểm tra và phải phát hiện sớm và xử lý trước những cái dấu hiệu vi phạm, không để cho cán bộ đảng viên vi phạm đến mức độ phải kỷ luật. Còn nếu đến mức độ mà phải kỷ luật thì phải kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đấy là cái mà thông điệp của ban kiểm tra. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chúng tôi. Tối ngày 14 tháng 10 tại xã Thuận Hòa, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc lễ hội giã cốm lần thứ nhất năm 2023. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo nhân dân, du khách. Lễ hội cốm huyện Vị Xuyên lần thứ nhất diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, hấp dẫn của các thôn bản trên địa bàn xã Thuận Hòa, như thi văn nghệ dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn, thi ẩm thực. Riêng phần thi giã cốm thu hút sự tham gia của 11 xã có truyền thống làm cốm trong huyện, gồm xã Việt Lâm, Phương Tiến, Tùng Bá, Phú Linh, Kim Thạch, Đạo Đức, Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Linh Hồ và Thuận Hòa. Nghề làm cốm tại xã Thuận Hòa được lưu truyền từ bao đời nay, mang đậm văn hóa bản sắc dân tộc Tày, gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, cốm trở thành hàng hóa được người dân, du khách ưa chuộng. Sau thành công của lễ hội giã cốm xã Thuận Hòa năm 2022, thì năm nay là lần đầu tiên huyện Vị Xuyên tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tạo cơ hội để du khách được trải nghiệm quy trình làm cốm và thưởng thức các món ăn ngon chế biến từ cốm, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo của huyện. Vừa qua, Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân tại huyện Mèo Vạc. Tại các hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu về chính sách trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý, nội dung trợ giúp pháp lý trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân. Thông qua các hội nghị, giúp đội ngũ người có uy tín và người dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, từ đó góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn tại Hà Giang đã đạt được kết quả quan trọng. Đề án được đánh giá là thiết thực đối với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao dân trí cho nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 800 đầu sách và phân bổ đến ban tuyên giáo các cấp, đảng ủy các xã, phường, thị trấn, trung tâm chính trị và thư viện các huyện. Các xã, phường, thị trấn đều ban hành quy chế quản lý sử dụng sách và có tủ để bảo quản sách nhằm mục đích khai thác sách đạt hiệu quả cao. Từ khi được xây dựng cái tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở ủy ban nhân xã thì cái mặt thuận lợi là cho cán bộ, công nhân viên chức của xã là thường xuyên đến mà tham khảo nghiên cứu các cái tài liệu ở trong cái tủ sách để bổ sung các cái kiến thức cho cái công việc hàng ngày cũng như là tìm hiểu các cái bộ luật để mà tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trong xã. Trong 15 năm qua, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên cũng đã nhận được gần 400 đầu sách các loại. Xã đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai đề án, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc. Và lãnh đạo đảng ủy xã thì cũng đã chỉ đạo cho tất cả cán bộ xã thì tìm xem đọc, chủ yếu là người ta quan tâm đến cái sách, ví dụ sách luật đất đai này, luật tài nguyên môi trường này, luật nghĩa vụ quân sự này, rồi luật hôn nhân gia đình. Hiện nay tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đã đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách, bố trí phòng đọc sách, cán bộ phụ trách tủ sách,
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và nhân dân được sử dụng sách theo đúng phương châm của đề án đề ra. Trước đây là những cái sách pháp luật là chủ yếu để ở cái nơi mà nó không tập trung, nhưng từ khi mà đưa vào cái vị trí, tức là có một cái chỗ để cẩn thận, và nơi đó là để cho người dân, tất cả người dân có thể đến để đọc và để tìm hiểu tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật. Sau 15 năm có thể khẳng định, đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng đối với yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện tự trang bị, bổ sung kiến thức, năng lực về nhiều mặt và trau dồi kỹ năng hoạt động, lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi là một trong những hoạt động được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở chú trọng triển khai nhiều năm qua nhằm giúp người dân được sử dụng hàng hóa chất lượng, đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân. Với mục tiêu là đẩy mạnh thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng thị phần hàng Việt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và thị trường vùng sâu, vùng xa. Nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã được tỉnh Hà Giang tích cực triển khai, từng bước củng cố niềm tin và tự hào về sản phẩm mang thương hiệu Việt. Cố gắng đem những cái mặt hàng thông dụng, những đồ gia dụng mà liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống của bà con nhân dân để bà con được tiếp cận và có thể mua sắm, sở hữu những cái đồ gia dụng cũng như là cái mặt hàng mà phù hợp với cái đời sống của bà con, cũng như có cái giá thành hợp lý để bà con có thể tiêu dùng. Với nhiều doanh nghiệp, lý do chính tham gia bán hàng tại nông thôn không phải vì doanh số mà điều quan trọng là nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người dân để xây dựng mạng lưới phân phối, phát triển thị phần tại khu vực nông thôn. Các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia phiên chợ năm 2023 chủ yếu là sản phẩm hàng may mặc, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh, hàng thực phẩm đã qua chế biến, có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Qua đó giúp người tiêu dùng nông thôn được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm mang thương hiệu Việt, chất lượng cao, giá cả phù hợp với thu nhập. Tôi ra chợ mới thì tôi mua được một cái chăn đi cho con gái. Chất lượng chăn thì giá cả là 650 và cái hàng hóa thì cũng rất là đẹp. Cảm ơn Đảng, Nhà nước thì có phiên chợ ở đây thì có nhìn thấy đẹp. Mình cũng thích sang để xem, thế mà mình mua được 1, 2, 3 thứ thì một cái sọt. Đấy. Thích mua cái chào này, mua nồi nhỉ. Dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng và doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Hàng hóa sản xuất trong nước được bày bán tại các điểm kinh doanh, siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ chiếm tỷ lệ cao và được người tiêu dùng quan tâm ưu tiên mua sắm. Đưa các cái hàng hóa này đến tay người tiêu dùng nhằm mục đích là giới thiệu để nhân dân các dân tộc chúng ta tiếp cận được với lại hàng hóa để làm sao là chúng ta thực hiện theo đúng cơ chế gọi là mua đúng giá và thực hiện tốt cái việc phân phối nhằm mục đích chính là cải thiện điều kiện cho bà con nhân dân cũng như là việc có tác dụng kích thích thúc đẩy sản xuất phát triển. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được xem là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, đóng góp tích cực và thành công của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Những phiên chợ hàng Việt nói riêng và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn nói chung còn kết nối tạo ra động lực cho lưu thông và phát triển chuỗi tiêu dùng trong tỉnh, góp phần tạo mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng các vườn đã cải tạo, năm 2023, huyện Xí Mần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp theo hướng phù hợp, hiệu quả. Hiện toàn huyện có 1.832 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp. Trong tổng số 1.832 hộ tham gia cải tạo vườn tạp, có 916 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp đạt 4 tiêu chí. Riêng 9 tháng năm 2023, huyện Xín Mần đã tổ chức được 120 buổi họp thôn tuyên truyền lồng ghép chương trình cải tạo vườn tạp với gần 4.500 lượt người tham dự, đã giải ngân cho 190 hộ với số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Để chương trình cải tạo vườn tạp đạt hiệu quả, đạt kế hoạch năm 2023 đề ra, đó là có thêm 227 hộ tham gia. Những tháng cuối năm, huyện Xín Mần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết của tỉnh, huyện về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để tạo sinh kế cho người dân bằng nhiều hình thức.
tiếp tục thẩm định và hướng dẫn các hộ đủ điều kiện vẽ sơ đồ quy hoạch, lập hồ sơ vay vốn đảm bảo kịp thời giải ngân, đồng hành cùng các hộ trong sản xuất đúng thời vụ, quy trình kỹ thuật đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo về ngày công, cây con giống và kinh phí thực hiện cải tạo vườn tạp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện mô hình từ cải tạo vườn tạp đến bếp ăn nội trú, bán trú nhằm góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản từ cải tạo vườn tạp cho bà con nông dân. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp lại biên tập viên Trần Trang trong mục điểm thời sự từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10. Xin mời biên tập viên Trần Trang. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Cường. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận, quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 bầu theo nghị quyết số 96 của Quốc hội. Những người được lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 và là nội dung giám sát quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy 29 người giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm trở lên rất cao. Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua 18 nghị quyết, trong đó 5 nghị quyết về công tác cán bộ và 13 nghị quyết chuyên đề. Ngày 11 tháng 10, tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền bí thư tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, cần tập trung tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ biên giới nội địa, kiên quyết không để bị xâm phạm, đảm bảo xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào thực tế địa phương, đi đôi với đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc được dư luận quan tâm, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh ủy theo dõi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh nổi cộm như nạn tự tử, tai nạn giao thông, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh và làm tốt công tác tuyển quân năm 2024. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội thi dân vận khéo, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 15 đội thi với 150 thí sinh. Đây là những thí sinh xuất sắc được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh cử tham dự hội thi cấp tỉnh. Mỗi đội tham gia 3 phần thi gồm chào hỏi, phần thi kiến thức và xử lý tình huống thực tiễn thông qua các tiểu phẩm. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến nhiều tiểu phẩm hay hấp dẫn. Các đội thi đã đưa ra những cách xử lý tình huống, thể hiện được cái khéo, sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với nhân dân một cách hiệu quả nhất. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Mèo Vạc, trao hai giải nhì cho đội thi đến từ huyện Đồng Văn và Quản Bạ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và nhiều giải phụ khác. Chiều ngày 10 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bài phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, kiến tạo môi trường thực sự thuận lợi cho sản xuất, đầu tư, kinh doanh, mở ra cơ hội công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển. Do đó, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần doanh nhân Việt Nam,
tâm tài, cống hiến, phụng sự đất nước, đồng hành cùng dân tộc, chủ động nghiên cứu chủ trương, định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chiều ngày 13 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các huyện, thành phố. Các vấn đề được tập trung trao đổi kiến nghị tại hội nghị đó là việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, chi trả chế độ thêm giờ cho giáo viên, sớm có hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi các cấp học, việc trang cấp trang thiết bị cho các trường học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện các tiểu dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thi thăng hạng viên chức của giáo viên, công tác xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục, thanh toán kinh phí thừa giờ cho giáo viên tiếng Anh, nhà ở bán trú cho học sinh. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp giải đáp, làm rõ đối với từng nội dung nhóm vấn đề, đồng thời đưa ra những giải pháp trong thời gian tới để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Mục điểm thời sự cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.